Mời các bạn xem kiến trúc kiểu Pháp tại Viện Bảo tàng Sinh học Đà Lạt. Các bạn có thể thấy là cái tòa nhà đã được ốp đá theo kiến trúc kiểu Pháp, rất là uy nghi hoành tráng. Những cái kiến trúc ngoài bên ngoài cái kiến trúc của cái Bảo tàng Sinh học nhìn hay quá. Ở trong là Bảo tàng Sinh học nhưng mà chỗ này là cái quầy bảo tàng của sô cô la, thế giới sô cô la. Nhưng mà đây chúng ta coi kiến trúc bên ngoài tòa nhà này đẹp quá. Bữa đó anh ngồi anh nghe gì anh nói cái gì đây? À, sô cô la, bảo tàng sô cô la, món quà cho cuộc sống. Chà, tòa nhà rất là đẹp. Những bức tường cao ốp đá phẳng lì trông rất là hoành tráng theo kiểu Pháp, kiên cố hoành tráng. Một cô gái đang ngồi xuống đồ. Các bạn thấy kiến trúc ở đây rất là đẹp. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký theo dõi Thể thao Giải trí Tổng hợp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.